Sáng nay ngày 26 tháng 4, toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động và lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùa cao điểm du lịch hè và SEA Games 31. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Trong đợt cao điểm ra quân này, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa mục tiêu yêu cầu của đợt cao điểm để thực hiện có hiệu quả ngay từ khi ra quân. Luật ra quân tấn công, trấn áp, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật, điều tra khám phá các chuyên án, vụ án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, an toàn, tạo khí thế mạnh mẽ, tấn công, trấn áp tội phạm và chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, mùa hè du lịch và kỳ SEA Games 31 trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của Covid-19, tác động lớn đến kinh tế xã hội. Thành phố cần môi trường an toàn, lành mạnh để đẩy nhanh tốc độ phục hồi trở lại các hoạt động đầu tư kinh doanh. Lãnh đạo thành phố giao 5 nhiệm vụ quan trọng cho lực lượng công an trong đợt cao điểm, trong đó yêu cầu phải làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, có phương án kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động kịch bản để kịp thời xử lý các tình huống liên quan tới an ninh trật tự. Đề nghị lãnh đạo công an thành phố thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, cũng như đề xuất động viên khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ với phương châm thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi. Kính thưa các đồng chí, tôi tin tưởng rằng với bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm, lực lượng công an thành phố sẽ tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, đạt thắng lợi cao nhất. Đáp từ chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết toàn lực lượng luôn đoàn kết thống nhất hành động quyết liệt đổi mới, sáng tạo chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần đó, người đứng đầu công an thành phố ra lệnh các đơn vị đồng loạt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, mùa du lịch hè và SEA Games 31. Sau lời ra lệnh, lực lượng công an trên toàn thành phố đã tổ chức diễu hành ra quân trên các tuyến đường ở trung tâm thành phố, biểu dương lực lượng, đồng thời để tuyên truyền tới người dân biết thông tin về đợt ra quân đặc biệt này.